Anh em có nhu cầu muốn đến Ngọc Dầu online thì hãy nên shop linhnamoti.com nhá. Shop mới khai trương nên giảm giá cực kỳ là kịch liệt luôn, lên đến 40% giá trị shop khi nạp bằng ví. Anh em cũng có thể có mặt trong top nạp thẻ và những cái mộc giam giom cực kỳ là giá trị. Anh em săn nick 60 tỷ, 40 tỷ hoặc là những nick với giá là 1 đồng thôi. Top nạp thẻ sẽ trao thưởng vào cuối tháng nha. Hello anh em, chào mừng anh em đến với channel mình. Nếu anh em muốn nick thì hãy nên shop linhnamoti.com nhá. Shop mình bán nick mắc rẻ mắc uy tín, mình sẽ khuyến mại từ 20 đến 40% khi anh em nạp qua Facebook Zalo nhá. Anh em nhớ nên shop linhnamoti.com để ủng hộ mình nhá. Ok, anh em có thể thấy là hôm nay thì ở trên trang chủ Ngọc Dầu Online của chúng ta ấy, thì Timobi đã đăng một bài là tuyển dụng chăm sóc khách hàng tại thành phố Hồ Chí Minh. Cái này thì mình nghĩ là sẽ làm full time nhưng mà sẽ làm online thôi, chứ cũng không đến nỗi là đến công ty làm đâu. Đấy, anh em có thể đọc mô tả công việc này, yêu cầu thì cũng không quá là yêu cầu nhiều, và anh em có thể gửi CV vào trong cái HR Timobi. HR có nghĩa là nhân sự đấy anh em ạ, chắc là đây là bộ phận nhân sự của Timobi. Ok, còn ở trên trang timobi. Timobi có tích xanh ở fanpage này thì cũng đăng là tuyển dụng các vị trí chăm sóc khách hàng dành cho game Timobi, chứ không phải riêng game Ngọc Dầu Online của chúng ta đâu. Nhưng mà mình nghĩ là sau cái lần này thì chắc là game của tất cả của Timobi sẽ chăm sóc khách hàng tốt hơn, bởi vì game Timobi là một trong những loại game mà chăm sóc khách hàng rất là tệ luôn anh em ạ. Nên là mình nghĩ là sau đợt này thì Timobi sẽ tuyển được nhiều các bạn cộng tác viên về chăm sóc khách hàng thật là tốt. Và ở đây chính là nội dung của các vị trí chăm sóc khách hàng, anh em có thể đọc qua. Đây, thời gian thử việc là từ 1 đến 2 tháng, thời gian làm việc là từ 8 giờ 30 sáng đến 18 giờ chiều. Ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật. Ô, cái này thì mình cũng không biết là làm online hay là làm offline nữa thì mình cũng không biết. Nhưng mà nếu mà một doanh nghiệp tư nhân mà được nghỉ thứ bảy chủ nhật thì quá là ngon rồi, quá là tốt rồi anh em ạ. Còn ở đây là biết bạn nào muốn làm game và chơi game. Nếu mà bạn nào ở thành phố Hồ Chí Minh ấy thì công việc này là quá là tuyệt vời luôn. Anh em có thể vừa làm công việc này, vừa làm TikTok hoặc là YouTube hoặc là livestream gì đó, bằng cách là trả lời các tin nhắn qua fanpage Facebook hay là forum của công ty, thì anh em trả lời các câu hỏi về game của các game thủ. Ok, thì ngay sau đó thì mình đã gửi cái CV của mình, một cái CV mà mình mất rất là nhiều năm để mà tạo lên được một cái CV profile, phải gọi là đỉnh có chóp. Ở cái lứa tuổi 22 tuổi thì mình đã có một cái profile khá là ok anh em ạ. Mình đã từng quản lý doanh nghiệp, mình đang quản lý doanh nghiệp, mình đang quản lý doanh nghiệp thì đúng hơn. Thế nên là mình nghĩ rằng là nếu mà Timobi cho mình một cơ hội thì quá là tuyệt vời luôn. Nhưng mà mình nghĩ là cũng rất là khó, bởi vì có rất là nhiều các bạn ứng tuyển chứ không phải riêng mình. Nhưng mà thôi, mình cứ thử việc, nếu mà thành công thì tốt, còn thất bại thì cũng chả sao cả, mình chẳng có gì để ngại cả cả bởi vì mình dám làm, không có gì là phải ngại cả. Nếu anh em ấy thì anh em cứ gửi một cái CV cho họ xem là thế nào, không có gì phải ngại cả anh em nhé. Còn gần đây thì mình thấy là sau đó thì AD đã đăng rất là nhiều, đã thuê rất là nhiều các bếp giống như ở Cao Thủ này, Được Đấy hay là tất cả rất là nhiều bếp đăng quảng cáo về tựa game Ngọc Dòng Online của chúng ta. Thì mỗi lần đăng như này, không biết là Timobi đã chi trả bao nhiêu tiền cho những cái fanpage này. Nhưng mà mình ở Hưng Yên và mình làm nhân sự cho một công ty may, thì mình thuê quảng cáo của trang Bít Hưng Yên ấy thì mất khoảng từ 500.000 đến 700.000 trên một cái bài đăng như này. Mình nghĩ là một cái bài đăng như này thì mất đâu đó tầm khoảng là 500.000 anh em nhé. Mình cũng không biết là bao nhiêu mà mình không dám chắc chắn là bao nhiêu. Nhưng mà mình thuê cái trang Bít Hưng Yên ở Hưng Yên, nó đăng một cái bài tuyển dụng thì từ 5 đến 700 nghìn. Đấy, nếu mà thuê nhiều thì chắc là nó lấy mình ít đi thôi. Thế nên là mình nghĩ là một cái bài đăng như này thì nó có giá trị tầm độ khoảng 500 nghìn. Đấy, thì mình cũng không biết là có đúng hay không, nhưng mà khoảng khoảng là thế thôi anh em ạ. Thì trước đó thì AD cũng rất là chăm đi mà phát triển cái truyền thông đến rộng rãi mọi người hơn, thì đã đăng trên rất là nhiều trang, ví dụ như cả trang Được Đấy và rất là nhiều các trang khác, những cái liên quan đến game Ngọc Rồng của chúng ta để quảng bá hình ảnh đến rộng rãi mọi người hơn. Thực ra game Ngọc Rồng của chúng ta là một game rất là hay luôn. Thế nhưng mà gần đây thì anh em cũng biết rồi đấy. Thôi thì mình cũng không dám nói nhiều. Nói nhiều thì nó cũng chẳng khác gì là quảng bá cho bọn kia cả. Thế nên là mong rằng anh em hãy ủng hộ game Ngọc Rồng của Timobi thật là nhiều để có thể phát triển hơn. Nếu mà anh em nên nhớ rằng là nếu anh em chơi một cái con nick mà anh em biết được là con nick này nó giá trị hàng triệu đồng, khi bán đi sẽ luôn được giá trị hàng triệu đồng, anh em sẽ sướng hơn chơi một con nick VIP mà anh em biết rằng nếu anh em bán đi thì sẽ không có ai mua cả. Thế nên là mình nghĩ là anh em hãy quay trở lại đối với cả game Ngọc Rồng Online của Timobi. Cuối cùng anh em mua nick thì hãy nên shop nick nạp1tỷ.com nhé. Shop nick mình nạp trực tiếp khuyến mại 10%, còn anh em nạp qua Facebook Zalo sẽ khuyến mại từ 20 đến 40%. Mình tăng khuyến mại lên cho anh em hãy IB Facebook Zalo mình để nạp tiền nhá. Ok, bye bye anh em.
Em bây giờ mình sẽ chọn ra hai bạn may mắn nhất để nhận được phần thưởng 50k shop nhé. Bạn đầu tiên thì mình xin chúc mừng là bạn ra trường 5 đã nhận được 10k shop nha. Bạn thứ hai thì mình xin chúc mừng là bạn Dũng Lê The Human đã nhận được 10k shop nha. Anh em nhớ comment tài khoản shop bên dưới thì mình tặng tiền nhá.